Chiều ngày 24 tháng 6, mưa tầm tã, nhà tang lễ bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng vẫn chật cứng người. Nhiều người khóc nghẹn vì hoàn cảnh nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà tạm sáng cùng ngày tại Đà Lạt là ba anh em 6 tuổi, 4 tuổi và 1 tuổi. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do mẹ của các cháu mở bếp ga rồi ra ngoài nhưng quên tắt. Sự bất cẩn đã khiến lửa bùng lên dẫn đến vụ hỏa hoạn thương tâm. Các cháu bé mới đến Đà Lạt chiều ngày 23 tháng 6 cùng mẹ để thăm bà ngoại. Bà ngoại của các bé ở nhờ phía sau nhà một người quen để đi làm vườn thuê. Sáng ngày 24 tháng 6, bà ngoại đi làm thuê cho vườn nhà người khác, con mẹ của ba anh em ở nhà nấu ăn sáng cho các bé. Sau đó chị để ba con nhỏ trong nhà và khóa trái ra ngoài mua sữa nhưng quên tắt bếp. Phát hiện cháy, người dân và cơ quan chức năng đã cố gắng giải cứu nhưng bất thành. Ba cháu bé mới đến Đà Lạt thăm bà ngoại chưa tròn một ngày. Mùi trẻ con chưa kịp làm ấm trái nhà tạm, nơi bà ngoại ở tạm mà đã vội lìa xa khiến Đà Lạt xôn xao. Ngay khi vụ cháy xảy ra, người dân tự lập thùng quyên góp để người qua lại hỗ trợ cho gia đình nghèo khó, lo tang lễ cho con lúc ngặt nghèo. Nhà tang lễ của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng đông nghẹt người đến thăm và gửi tiền ủng hộ Đà Lạt mưa nguyên một buổi chiều, nhưng bà con vẫn đội mưa đến. Có người vừa làm vườn xong, chân còn mang ủng lấm bùng. Đứng dọc dài dưới mái hiên, rồi từng người trật tự vào thăm, tiễn các cháu nhỏ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, chỉ trong một buổi chiều, cơ quan chức năng đã nhận hơn 420 triệu đồng tiền đóng góp của người dân và hỗ trợ của các đoàn thể.